xa quê ngôi, nhà nhà ngôi đò. Dương Xá, một xã thuộc huyện Gia Lâm, có vị trí là cửa ngõ phía đông nam thủ đô Hà Nội. Phía đông giáp huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Phía bắc theo đường 182 đi Thuận Thành, Bắc Ninh. Phía tây nam là con đường huyết mạch Hà Nội, Hải Phòng, quốc lộ số 5. Dương Xá cũng như nhiều xã ở Gia Lâm nằm giữa hai con sông, sông Hồng và sông Đuống. Có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, giao thông thuận tiện nên có nhiều điều kiện để phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Dương Xá có diện tích tự nhiên 4.876 m², dân số là 13.198 người, với 6 thôn và 4 khu quản lý hành chính. Trước đây, Dương Xá là một xã thuần nông, ngoài cấy cày, mỗi làng có thêm một nghề phụ lúc nông nhàn. Yên Bình làm bún bánh, Dương Đá làm thợ xây, Thuận Quang làm hành tỏi, Dương Đanh làm đậu phụ. Trong quá trình vận động dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Dương Xá đã có những bước tiến dài trên con đường đổi mới phát triển về kinh tế xã hội. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 12,7%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, ngày càng ổn định, bền vững. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững và phát triển. Phát huy kết quả đã đạt được và phấn đấu xây dựng Dương Xá trở thành địa phương giàu mạnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 14-14,5% với cơ cấu kinh tế, nông nghiệp từ 18%-20%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản từ 40-42%, thương mại, dịch vụ vận tải 40%, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng một năm. Đảng bộ và chính quyền xã Dương Xá không chỉ chú ý đến phát triển kinh tế mà còn hết sức quan tâm đến đời sống văn hóa của nhân dân. Với vị trí địa lý có sự giao lưu văn hóa từ vùng Kinh Bắc trải dài xuống Hưng Yên, Nam Định, Dương Xá đã tiếp thu được những tinh hoa văn hóa dân gian từ nhiều vùng miền và lắng đọng vào nếp sống người dân, tạo nên tính cách riêng cho người Dương Xá. Dương Xá là vùng quê còn gìn giữ, bảo tồn nhiều vốn văn hóa dân gian qua các lễ hội hàng năm. Một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam, thể hiện nếp sống cộng đồng, đoàn kết chống thiên tai, địch họa, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Một trong những hội làng, hội đền có quy mô lớn và linh thiêng nhất, đó là hội đền Nguyên Phi Ỷ Lan. Để tỏ lòng tri ân của nhân dân, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Ban Quản lý Di tích xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu lễ hội truyền thống Đền Bà Cấm và quá trình xây dựng tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Xuân về, vào dịp từ ngày 19 đến 21 tháng 2 âm lịch, du khách thập phương lại tấp nập hành hương về xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội để dự lễ hội truyền thống Đền Bà Cấm với ý thức uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Lễ hội Đền Bà Cấm Nguyên Phi Ỷ Lan là sản phẩm tinh thần của người dân, một truyền thống văn hóa được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Lễ hội là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là dịp để người dân gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình vào đấng thiêng liêng, mong được che chở,
giúp đỡ, đặng vượt qua khó khăn để đến với ngày mai tươi sáng hơn, giúp con người biết hướng thiện, gìn giữ hạnh phúc của mình. Cũng như nhiều đền thờ của người Việt, vị thần được phụng thờ ở đây là nhân vật có thật trong lịch sử. Nguyên Phi Ỷ Lang, con người được người dân Việt tôn vinh là thần thánh, là Quan Âm Nữ, là quốc mẫu. Trong tâm linh người dân Việt, bà vừa là thần, vừa là Phật, vừa là mẫu. Bà lung linh như ánh hào quang của một vị thần anh minh, soi đường chỉ lối, lại như Bồ Tát giang tay che chở, giải thoát cho chúng sinh thoát khỏi nỗi khổ đau. Bà có trái tim nhân hậu, yêu thương và gần gũi như người mẹ hiền. Bà là tinh hoa, là nhân vật kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nguyên Phi Ỷ Lang, tên thật là Lê Thị Yến, sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thân 1044 ở làng Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, Thuận Thành, Bắc Ninh, nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Có cha là Lê Công Thiết và mẹ là Vũ Thị Tình. Gia đình làm nghề trồng dâu chăn tằm. Năm 12 tuổi, mẹ bà mất, cha lấy vợ kế tên là Chu Thị. Cuộc đời cô Yến lúc còn trẻ rất khổ cực, rồi lại được vào cung lấy vua giống như cô Tấm trong truyện cổ tích, nên sau này sử sách ghi Ỷ Lang là cô Tấm Lộ Bắc, và đền thờ Ỷ Lang được dân gian gọi là đền bà Tấm. Và rồi từ đó, bốn thôn quê hương bà, Dương Đanh, Dương Đá, Dương Đình, Thuận Quang, có tục Hèm. Người ta không gọi những sản phẩm từ gạo là tấm, là cám, mà gọi chạch đi là đớn, là bổi. Dù bà có vị trí cao trong xã hội, người dân vẫn dành cho bà tên gọi thật gần gũi và thân thương, bà Tấm. Có lẽ ý ông trời đã định sẵn mệnh cho bà. Vì xuất thân nghèo khó nên bà hiểu và cảm thông với nỗi khổ của nhân dân, phú cho bà sắc đẹp và trí thông minh, và định cho bà được gặp Lý Thánh Tông, một ông vua sáng. Yêu vì sắc, trọng vì nết, cô Yến hái dâu được vua đón vào cung làm vợ, vừa được đặt tên là Ỷ Lang, để đánh dấu cho một câu chuyện tình đẹp đẽ và lãng mạn. Mối nhân duyên tiền định ấy là điều kiện để cô gái dân quê làng Thổ Lỗi thể hiện được năng lực của chính mình và đã trở thành ngôi sao sáng trong lịch sử nước nhà. Ở trong cung, Ỷ Lang không lấy việc trau chuốt nhan sắc để chiếm tình yêu của vua, mà miệt mài học tập đọc sách để trở thành người có hiểu biết uyên thâm, làm cả triều thần kính phục. Một điều cực kỳ quan trọng mà Ỷ Lang làm được, đó là sinh hạ cho ông vua muộn con hai người con trai để nối dõi nghiệp đế vương. Con lớn của bà là Cản Đức được lập làm thái tử, và bà được phong là Thần Phi, rồi Nguyên Phi Ỷ Lang. Câu chuyện tình của Hoàng đế Lý Thánh Tông và Nguyên Phi Ỷ Lang được lịch sử ghi nhận là câu chuyện tình lãng mạn nhất, có nhiều câu chuyện thâm cung bí sử, nhưng lại là câu chuyện tình hào hùng và vĩ đại nhất. Năm Kỷ Dậu 1069, vua Lý Thánh Tông thân chinh cầm quân đánh giặc Chiêm Thành nơi biên ải. Ỷ Lang ở nhà nhiếp chính chăm lo quốc sự, triều thần giữ vững kỷ cương, quốc gia vững thịnh, lòng dân cảm hóa yên vui. Nhân dân kính trọng tài đức đã tôn bà là Quan Âm Nữ. Lý Thánh Tông, một ông vua xuất sắc, đã lấy gương vợ để động viên mình. Nguyên Phi là đàn bà còn làm được như thế, ta là đàn ông há thua sao? Và chiến đấu đến thắng lợi mới trở về. Vua Lý Thánh Tông mất, con cả của Nguyên Phi Ỷ Lang là Lý Nhân Tông nối ngôi lúc mới 7 tuổi, và bà được tôn lên làm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Lịch sử lại đặt lên vai bà một trọng trách mới, tham sự nhiếp chính, cùng quần thần chăm lo quốc sự, bên ngoài lo chống giặc ngoại xâm, bên trong sửa sang quốc chính, tăng cường quân đội, mở mang dân trí, tuyển chọn người tài. Tuy ở ngôi cao, nhưng bà luôn gần gũi với nhân dân, chăm lo sản xuất, khuyến khích thủy lợi, trồng trọt, bảo vệ sức kéo, trừng trị kẻ ác, khuyến khích điều thiện, thực hiện nhiều chính sách làm cho quốc thái dân an. Trong lúc nhiếp chính giúp con trị quốc,
hai lần quân Tống đến xâm lược, đó là vào năm 1075 và 1077. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã cùng triều đình nhà Lý đoàn kết một lòng lãnh đạo nhân dân đánh giặc giữ vững Giang Sơn xã Tắc. Công lao ấy đời đời còn ghi trong sử sách, đời đời các thế hệ cháu con còn ghi nhớ. Một trong những việc Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã làm mà từ trước chưa ai dám làm, mang ý nghĩa tư tưởng sâu sắc đi trước thời đại, đó là giải phóng phụ nữ, mang lại hạnh phúc gia đình cho họ. Bà đã cho bỏ tiền chuộc những người phụ nữ bán thân ở đợ để gả cho những người đàn ông nghèo. Bà thương nỗi đau của con người, dám phá bỏ sự ràng buộc định kiến của chế độ phong kiến, giải phóng cho các cung nữ về quê làm ăn và xây dựng gia đình. Tiến sĩ Hán Học Cung Khắc Lược nhận xét: thái độ về giới của bà cho thấy bà tư duy trên một nền triết học rất độ lượng và thấu hiểu, nhận biết sự vô thường nhưng cũng nhận biết cả nỗi khổ đau. Điều hiện hữu rõ nhất trong nhân gian đó là tình yêu của con người. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ỷ lang đối với Vương Triều Lý là một người phụ nữ có sự nghiệp rạng rỡ, là một con người tài năng trong lĩnh vực trị quốc an dân, được ghi chép trong nhiều sử sách. Sự nghiệp của bà gắn liền với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Bà có công sinh thành và nuôi dạy một ông vua tài giỏi, bà đã làm rạng danh cho Vương Triều Lý. Đối với đất nước, bà có công lớn trong chống giặc ngoại xâm, giữ vững Giang Sơn, xây dựng quốc gia cường thịnh, thiên hạ thái bình, nhân dân hạnh phúc. Với quê hương, bà dành nhiều ân điển cho quê nhà, chăm lo đời sống tâm linh, dạy dân sản xuất canh tác. Tại Dương Xá, ngôi chùa Linh Nhân Tư Phúc Tự do bà xây dựng cạnh đền thờ bà, đến nay dân địa phương vẫn ngày đêm hương khói. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu mất vào mùa thu năm Đinh Dậu 1117 và được mai táng ở Thọ Lăng, phủ Thiên Đức, tỉnh Bắc Ninh. Bà là biểu tượng của người phụ nữ Đại Việt tài sắc, nhân nghĩa. Bà là Hoàng Thái Hậu duy nhất trong Vương Triều Lý được xây lăng mộ ở Đình Bảng, Bắc Ninh. Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 11, thuộc vào hàng những ngôi đền cổ nhất Việt Nam. Đền có kiến trúc và cách bài trí theo ý tưởng của người xây dựng và người dân thờ phụng, có ý nghĩa rất sâu xa. Đền được xây dựng theo lối cung đình, trong đền có những linh vật như rồng, sư tử đá, thể hiện quyền lực vương triều. Ngôi đền do hàng đế vương xây dựng. Đền có đến 72 cửa để bày tỏ tấm lòng hướng thiện, hướng tới hạnh Bồ Tát của bà. Việc bà xây đền ở Dương Xá còn mang ý nghĩa đặc biệt, đó là người phụ nữ Đại Việt dù ở đâu, ngồi ở ngôi cao nào, nhưng mỗi khi gặp điều trắc trở, sầu muộn, đều muốn về với mẹ, về nơi chôn nhau cắt rốn để tìm lấy sự an ủi, vỗ về. Khi Hoàng Thái Hậu mất, nhân dân đưa bà vào thờ trong đền và bài trí trong cung theo nghi thức tâm linh như thờ mẫu. Ở ban lễ trình, bức Hoành Phi có ba chữ Cổ Lâm Nguyệt, với ý nghĩa nói rằng công đức của bà, tình yêu dân của bà như ánh trăng rằm trải khắp dương gian. Bà là mẫu nghi thiên hạ, ân đức của bà phúc đẳng hà xa. Vì vậy, ở rất nhiều địa phương, nhiều nơi lập đền thờ bái vọng, và tiềm thức đấy là quê hương bà đã dần được hình thành theo thời gian. Trước cửa nội cung là đôi câu đối để dặn lại con cháu rằng: thập bát tử diêu phỏng thế tại tam, truyền chiêu lệnh thục, bách dư sở tự quán, địa lưu cố trạch tối linh thanh. Có nghĩa là đời nhà Lý thứ ba kén được người con gái đẹp, có đức và có tài, và trên đất nước ta có trên 100 nơi thờ, nhưng đây là quê hương của bà và được lưu truyền đến ngày nay và rất linh thiêng. Trong ban nội cung, bức Hoành Phi có ba chữ Dục Nhật Trì,
nhân dân muốn dùng tích đầu thai sinh thái tử Càn Đức để nói rằng bà đã có công lớn sinh ra và nuôi dưỡng một bậc đế vương cho vương triều Lý, cho đất nước Đại Việt, đó là vua Lý Nhân Tông, một ông vua xuất sắc. Và trong sự nghiệp của bà, sự thành công của bà không thể không nhắc đến hai vị trung thần, đó là Thái úy Lý Thường Kiệt và Thái sư Lý Độ Thành, hai con người suốt đời tận tụy vì Giang Sơn xã tắc. Trong hậu cung là bức tượng Nguyên Phi Ỷ Lan, đoan trang thánh thiện, mang đậm thần thái từ bi của Bồ Tát Quan Âm, và tượng sáu vị cung nữ mà tương truyền là giữ sáu bộ trong triều khi bà nhiếp chính. Lễ hội đền Nguyên Phi Ỷ Lan hàng năm được tổ chức rất long trọng, lễ hội từ ngày 19 đến 21 tháng 2 âm lịch. Nhưng bắt đầu từ ngày 18 tại đền đã diễn ra các trò chơi dân gian, các giải đấu thể thao, các hoạt động văn hóa để nghênh đón du khách thập phương về dự lễ hội. Toàn bộ lịch sử thân thế sự nghiệp Nguyên Phi Ỷ Lan được biểu tượng hóa trong các tục lệ, nghi thức hành lễ. Lễ hội truyền thống có quy mô rất lớn, nên 5 năm nhân dân địa phương mới tổ chức lễ rước một lần, còn các năm khác thì tổ chức lễ tế, dâng hương tại đền. Ngày vào hội, dân làng tổ chức lễ cần cáo, chính hội là lễ nhập tịch khi mở cửa đền, và ngày cuối hội là lễ tạ. Các nghi thức tế lễ có lẽ đã có từ thời xây dựng đền, qua thời gian các nghi thức cổ có thay đổi về hình thức tổ chức cho phù hợp với thời cuộc, tuy ngắn gọn, song thứ tự, nội dung vẫn đầy đủ các nghi thức hành lễ trang trọng, tôn nghiêm. Đội tế lễ phải có tổng cờ, chủ tế, thủ hiệu trống, thủ hiệu chiêng, các quan viên, đội nhạc lễ. Lễ vật tế là rượu, hương đăng, hoa quả và quan trọng nhất là văn tế hay trúc tế. Bài bản tế lễ có quy định nghiêm ngặt theo trình tự và rất trang nghiêm trước ban lễ trình. Mở đầu buổi tế lễ, tổng cờ múa cờ để xua tan tà khí mây ám cho trời quang mây tạnh. Tiếp sau là quan thủ tế tẩy thân và kiểm tra lễ vật cùng các quan vào vị trí tế. Theo khẩu lệnh của người xướng tế, chủ tế và các quan dẫn rượu đổ tế vào cung dâng lễ trước cung bàn. Theo nhạc tế, đội múa thực hiện các điệu múa lễ hội truyền thống. Quan tế, đọc văn tế, đọc chúc. Dịch nghĩa Việt đại ý là rằng năm Canh Dần, tháng 2 Kỷ Mão, Nhật Quý Mùi, Hà Nội Thành, Gia Lâm huyện, Dương Xá xã, toàn dân kính dâng lễ vật, đèn nhang hoa quả, cẩn tấu lý triều đệ tam Hoàng Thái Hậu linh ứng. Và đoạn cuối bài tế: nay gặp trời lành, tế mùa xuân lễ mọn, tình thâm, kính cẩn xin được chiếu cố, ban phúc, giúp nước thịnh vượng, cứu vớt dân cư ấm no, xin tấu trình. Sau lễ đọc chúc là hai tuần lễ dân rượu, hoa quả trong tiếng nhạc điệu múa rộn ràng. Cuối cùng là đội tế làm lễ tạ để kết thúc chầu tế. Bài văn tế cho ba buổi lễ chỉ khác nhau ngày tế và lễ hữu.
lễ hội ở đền chùa Việt Nam nói chung và ở đền Bà Tấm nói riêng có một nét rất đặc biệt, đó là sự giao lưu văn hóa tâm linh giữa các vùng. Không chỉ ở các địa phương có đền thờ bái vọng Nguyên Thủy Lan, mà cả ở những địa phương có đền thờ các vị thánh thần khác cũng cử đội tế đến làm lễ ở đền Nguyên Thủy Lan, xã Dương Xá. Mỗi đội tế mang đến đền bà Ỷ Lan một nét văn hóa truyền thống riêng biệt rất đặc sắc. Về cơ bản, các bước về nghi thức vẫn phải theo nghi thức bản đền Bà Tấm, như dâng lễ, độc chúc, chủ tế cần cáo, hóa chúc. Ngoài ra, các đội tế đến từ các địa phương còn mang đến lễ hội những sắc thái riêng của mình. Đội tế thuận quang đồng đều, bài bản như một đội tế cung đình, nhịp điệu mạch lạc rõ ràng, các bước chuẩn bị và thực hành tế lễ rất quy củ và bài bản. Đội tế thuận tiến trẻ trung nhanh nhẹn, điệu múa sinh tiền rộn ràng trong tiếng nhạc lễ réo rắt, làm cho khách thập phương đến dự như thấy lại một mùa xuân năm xưa mà Nguyên Phi Ỷ Lan về thăm quê mẹ dự trở hội làng. Đội tế nam làng Dương Đá, nhịp điệu tế lễ mạnh mẽ, dứt khoát nhưng rất trang trọng, thành kính. Một sự giao lưu văn hóa tâm linh rất đặc trưng, đó là đội tế Phượng Hoàng thuộc xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Ở nơi có đền thờ Cúc Hoa Công Chúa, đội tế mang đến lễ hội đền Bà Tấm điệu múa chèo đò trong tế bát nhã. Đây là điệu múa cổ đặc trưng dùng trong các buổi lễ cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, linh hồn những người đã khuất sớm được siêu thoát. Đội tế Kim Mã Thượng cần cáo bà trong nghi lễ tế quan, không có tổng cờ. Phường nhạc phong phú, âm nhạc tế lễ nhịp cách dịu dàng mượt mà. Đội tế nam sắc phục chỉnh tề, tư thế khoan thai, hành lễ kính cẩn. Lời khẩn cầu rõ ràng, mạch lối, thực sự là một đội tế hoành tráng. Các đội tế lễ có các nét riêng, có đội tế dâng hương, có đội tế theo nghi thức tế quan, tế bát nhã, nhưng đều chung nhau một điều: trước cung bà kính cáo, cầu xin bà phù hộ cho quốc thái dân an. Phát huy được tình đoàn kết giữa các địa phương, một truyền thống tốt đẹp của các xóm làng Việt Nam vốn đã có từ xa xưa truyền lại. Ngày lễ chính từ sáng sớm tại đền đã tổ chức tế lễ nhập tịch. Đây là lễ tấu trình xin được mở cửa đền cho các làng ăn lộc cấy ruộng hậu của đền và khách thập phương được vào cung kính lễ. Ở các làng, các đơn vị, nhân dân đã tề tự tại đình, nhà văn hóa chuẩn bị kiệu và các đồ tế lễ. Ngày rước thánh là một ngày lễ hệ trọng của mỗi làng, trước kia là các cụ tiên chỉ, bây giờ là các ông trưởng thôn chịu trách nhiệm tổ chức hành lễ. Cả làng vào hội trong sắc cờ xí rực rỡ, nhà nhà, người người quần áo tề chỉnh, đẹp đẽ, sắp sạch hàng lối.
đi đầu đám rước là cờ quạt, chiêng trống, bát bửu, ngựa, rồi đến kiệu thành hoàng. Tiếp sau là các tổ chức các đoàn thể. Đám rước làng Dương Đình, trên kiệu là linh vị thành hoàng Tiêu Dao đại vương. Đám rước làng Dương Đá, trên kiệu là linh vị Lê Văn Thiệu, Minh Điều đại vương. Đám rước làng Thuận Quang, trên kiệu là linh vị ngài Phùng Tùng. Đám rước làng Yên Bình, trên kiệu là linh vị ngài Lý Khuê. Thành hoàng là biểu tượng tâm linh mang tính văn hóa tín ngưỡng. Thành hoàng làng là chủ tể trên cõi thiêng liêng của làng, hộ quốc kỳ dân, hộ nước quốc dân, luôn luôn theo dõi giúp đỡ dân làng, hay dân làng thỉnh cầu lên các đấng linh thiêng, xin tránh khỏi tai ương địch họa, làm cho cuộc sống người dân ngày càng ổn định thịnh vượng. Các đoàn rước long trọng tiến vào sân đền, ta thấy được sức mạnh cộng đồng làng xã, địa phương hay rộng ra là quốc gia, là dân tộc. Cả một vùng rộng lớn thờ chung một vị thần, linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Cả vùng ấy có chung một mục đích, đó là đoàn kết, vượt qua khó khăn để giành ấm no hạnh phúc. Trong buổi lễ khai mạc, trước các quan khách thành phố, huyện Gia Lâm, các huyện bạn, đại biểu các cơ quan đoàn thể, các đoàn rước của các làng, các đơn vị thuộc địa bàn xã Dương Xá, khách thập phương đến hành lễ. Ban tổ chức lễ hội nhắc lại thân thế sự nghiệp, công đức cao dày của linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đối với đất nước, đối với quê hương. Bà là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam nói chung và của người dân Dương Xá quê hương bà nói riêng. Nhắc lại truyền thống uống nước nhớ nguồn để đời đời con cháu ghi nhớ ơn bà. Sau lễ khai mạc, các đoàn rước thành hoàng làng cùng vào đền làm lễ. Thành hoàng làng khi đã nghe mọi lời thỉnh cầu của dân chúng được rước về đền hầu bà, thay mặt dân làng thỉnh cầu những điều ước vọng, rất linh Hoàng Thái Hậu ngồi trên rằng có tế lễ trong mùa xuân, kính mong Hoàng Thái Hậu xét đến chỗ tối tăm, đoan trang thân quý, công ơn ấy ghi lại ước năm muôn kỷ, nay gặp trời lành tế mùa xuân lễ mọn, tình thâm kính cẩn xin được chiếu cố ban phúc giúp nước thịnh vượng, cứu vớt dân cư no ấm. Nhân dân và khách thập phương với tấm lòng thành kính, ai ai vào lễ bà cũng cảm thấy vừa linh thiêng vừa gần gũi. Hình ảnh linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan ở ngôi cao nhưng vẫn như thấp thoáng bên lưng râu, bên long tằm né kém, vừa mạnh mẽ duyên dáng, vừa xinh đẹp đoan trang. Một người phụ nữ có nhiều công trạng trong chống giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi nhưng vẫn thảo hiền, chịu thương chịu khó, vô tấm luôn bên cạnh mọi người, chắp tay bái lễ tín đồ kính cẩn trước anh linh linh nhân Hoàng Thái Hậu, nhưng trong lòng vẫn chịu mến một bà tấm của muôn nhà.
Trong suốt thời gian mở lễ hội, xung quanh đền, chùa Bàng không khí tưng bừng náo nhiệt. Sắc xuân vẫn tràn trề trong làn mưa bụi đầy ắp cảnh quê, hồn quê. Các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ diễn ra sôi động. Đấu cờ, hát quan họ Thủy Đình. Chọi gà, tổ tôm điếm. Các môn thi đấu cầu lông, bóng chuyền diễn ra sôi nổi. Có một nét văn hóa rất đặc sắc của quê hương Dương Xá, đó là hội bình thơ. Câu lạc bộ thơ Dương Xá có rất nhiều thi huynh thi hữu từ hội nhà thơ nhà văn Việt Nam tham gia, từ các câu lạc bộ thơ của Hưng Yên, Hà Bắc về tham dự. Các cao nhân mặc khách bình thơ ứng đối với chủ đề về Nguyên Phi Ỷ Lan, về quê hương Dương Xá, về đất nước đang vào xuân. Câu lạc bộ của những nhà thơ không chuyên, nhưng mỗi thành viên câu lạc bộ đã có một chiều dài cuộc đời gắn bó với quê hương, nên từng câu từng chữ mộc mạc chân thành, thấm đẫm tình quê hương đất nước. Đến lễ hội, nam, phụ, lão, ấu có các hoạt động giải trí, vui chơi phù hợp với mọi lứa tuổi. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân dân Dương Xá mở lễ hội nhằm tưởng nhớ và tôn vinh linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đức cao vọng trọng, giáo dục, chuyển giao cho thế hệ mai sau biết giữ gìn, thừa kế và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của quê hương, nhắc nhở đời đời cháu con ghi nhớ công ơn của bà, tự hào về bà và phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày thêm phồn thịnh, ai ai cũng được sống trong phúc ấm của bà. Lễ hội là dịp những người con quê hương và khách thập phương được trở về cội nguồn, được hưởng không khí gia đình, làng xóm, được gặp lại người thân, bạn bè, cùng nhắc lại hai tiếng quê hương thiêng liêng trong tâm trí mỗi người. Thêm một nguyện vọng, thêm một quyết tâm cùng nhân dân Dương Xá đóng góp sức người, sức của xây dựng tượng đài bà Ỷ Lan, để nơi đây trở thành nơi dâng hương kính lễ của nhân dân cả nước, đời đời nhớ ghi công đức của bà. Xây dựng tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan để tỏ lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Dương Xá đã có từ rất lâu. Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng tượng đài tại di tích đền chùa Bà Tấm, đền Nguyên Phi Ỷ Lan đã có cuộc hội thảo khoa học cấp nhà nước về việc xây dựng tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Kết luận hội thảo, các nhà quản lý, các nhà khoa học thuộc các ngành về lịch sử, văn hóa xã hội, bảo tồn di sản đã thống nhất những nội dung chính của tượng đài như sau. Thứ nhất, tên công trình là công trình tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Thứ hai, đây là tượng đài một danh nhân lịch sử được xây dựng ngoài trời, nằm trong quần thể di tích đền chùa Bà Tấm nên phải có nội dung tư tưởng, ý nghĩa lịch sử văn hóa phù hợp với cảnh quan chung và đảm bảo yếu tố tâm linh, là nơi nhân dân và khách thập phương đến chiêm bái và chiêm ngưỡng. Tượng đài là biểu tượng hình ảnh của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan nên phải đẹp đẽ, hoành tráng và bền vững, để lại muôn đời cho con cháu mai sau. Sau hội thảo về việc xây dựng tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan,
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận và thành lập Hội đồng nghệ thuật để chỉ đạo và giám sát quá trình xây dựng tượng đài. Tháng 8 năm 2009, có 6 mẫu tượng đài được nhà tư vấn thiết kế trưng bày để lấy ý kiến của nhân dân và Hội đồng nghệ thuật. Đây là một công trình có một phần vốn xã hội hóa, nên bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ các văn bản pháp lý về đầu tư xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Quản lý Di tích xã đã tổ chức vận động nhân dân, các tổ chức, các đơn vị công đức tiền của để xây dựng công trình. Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Nhận thức đây là công trình đặc biệt quan trọng, Đảng bộ và chính quyền xã rất thận trọng trong việc lựa chọn nhà tư vấn thiết kế và các đơn vị thi công các hạng mục công trình. Xã đã thành lập đoàn đại biểu Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các vị lão thành đi tham quan một số cơ sở đúc đồng ở Nam Định và trạm khắc đá ở Ninh Bình. Sau khi nhân dân đồng thuận, Ủy ban Nhân dân xã đã chọn doanh nghiệp đúc đồng Tân Tiến làm đơn vị thi công tượng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan và Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Xây dựng Việt Nam là đơn vị thi công hạng mục phủ điêu bằng đá. Doanh nghiệp đúc đồng Tân Tiến là đơn vị có nhiều kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, đã thực hiện nhiều công trình bằng đồng có kích thước lớn như chùa đồng Yên Tử, tượng Bác Hồ cho lực lượng công an, tượng Bác Hồ ở Củ Chi, tượng Hạc trong chùa Bái Đính. Lễ động thổ khởi công xây dựng tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan được tổ chức long trọng, vừa thể hiện đầy đủ nghi thức tín ngưỡng truyền thống, vừa là ngày hội của nhân dân Dương Xá và khách thập phương. Công tác chuẩn bị lễ đài, lễ vật cúng tế đến công tác an ninh trật tự rất cẩn trọng và chu đáo. Chương trình hành lễ động thổ được tổ chức trong 3 ngày do các hòa thượng, đại đức, tăng ni, Phật tử đảm nhiệm. Ngày thứ nhất là lễ phát tấu, tụng kinh cầu an, cúng lễ vật. Đến 18 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2010 là nghi lễ động thổ. Nhật nguyệt quang minh, đại cát, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ban chỉ đạo xây dựng tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan xã Dương Xá long trọng tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Ngày thứ hai và thứ ba của lễ động thổ là các nghi lễ cúng Thánh Mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, lễ mông sơn thí trúc, chuẩn tế cô hồn, chúng sinh an lạc. Lễ thả hoa đăng trong thủy đình cầu nguyện đại lễ động thổ thành công. Trong buổi lễ khởi công đúc bệ tượng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, đại diện các nhà công đức, các đơn vị thi công đã phát biểu tâm tư nguyện vọng, được đóng góp công, góp sức, tri ân tiền nhân, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật. Đại lễ đúc tượng đồng được tổ chức long trọng vào ngày 5 tháng 1 năm 2011. Tại buổi lễ, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Gia Lâm, đồng chí bí thư huyện ủy đã bày tỏ tấm lòng của nhân dân huyện Gia Lâm ghi nhớ công ơn của linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, động viên toàn đảng bộ và nhân dân Gia Lâm đoàn kết xây dựng Gia Lâm ngày một giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc, chúc cho công trình hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng cao nhất về kỹ thuật và mỹ thuật, để tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan mãi mãi là nơi chiêm bái, chiêm ngưỡng của nhân dân cả nước, tôn vinh và tri ân với các bậc tiền nhân đã có công với đất nước, với nhân dân. Trong buổi đại lễ đúc tượng, nhân dân địa phương, khách thập phương phát tâm công đức tiền vàng với tấm lòng thành kính hướng về bà.
không khí làm việc khẩn trương, toàn cảnh công trường tấp nập, hình ảnh những người thợ đúc đồng, những lò đúc đồng rực đỏ. Bỗng thấy Bùi Ngùi xúc động với ý nghĩ bay ngược lòng lịch sử dân tộc mình. Quang cảnh dân lạc Việt hàng ngàn năm trước đã từng đúc những trống đồng văn hóa Đông Sơn trên châu thổ sông Hồng, sông Mã, đúc những mũi tên đồng bảo vệ thành cổ Loa, đúc những tượng Phật và những đại hồng trung, tiểu hồng trung thời Lý, đúc 9 cỗ súng thần công khổng lồ và cửu đỉnh ở thời Nguyễn. Những tinh hoa của nghệ thuật đúc đồng của cha ông truyền lại hòa trộn với tinh thần sáng tạo của người thợ và hàng vạn tấm lòng yêu mến của nhân dân để tái tạo lại hình bóng một người phụ nữ kiệt xuất nhất, đặc biệt nhất trong mọi thời đại, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Sau 10 tháng thi công, với biết bao sự nỗ lực của đảng bộ và nhân dân Dương Sáng, sự lao động hết mình của đội ngũ thợ thi công, tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã hoàn thành, thỏa mãn lòng mong đợi của nhân dân Dương Sáng và khách thập phương. Từ ngày 18 tháng 3 năm 2011, đại lễ trai đàn, khai quang, yên vị được các hòa thượng đại đức, hàng trăm tăng ni Phật tử đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam thực hiện hành lễ trong 5 ngày, 5 đêm. Đúng 23 giờ, ngày 22 tháng 3 năm 2011, tức ngày 18 tháng 2 năm Tân Mão, lễ yểm tâm an vị hô thần nhập thượng quốc mẫu Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan được tiến hành tôn nghiêm, long trọng. Giờ phút thiêng liêng khi tượng bà xuất hiện lấp lánh trên nền trời quê hương, thu hút hàng ngàn ánh mắt đầy ngưỡng vọng vào đấng thiêng liêng, biểu tượng đầy đủ của một con người ở bậc đế vương, nhưng lại là thần, là Phật, là mẫu trong lòng mỗi người dân đang hướng về bàn tay bà giơ cao độ thế. Vào đúng dịp lễ hội truyền thống kỷ niệm 948 năm ngày Nguyên Phi Ỷ Lan đăng quang, ngày 24 tháng 3 năm 2011, tại di tích đền chùa Bà Tấm, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương xa gần, được phép của Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Ban chỉ đạo xây dựng tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, hôm nay ngày 20 tháng 2 năm Tân Mão, tức ngày 24 tháng 3 năm 2011, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban quản lý di tích xã Dương Xá long trọng tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 948 năm ngày đăng quang của Nguyên Phi Ỷ Lan 1063-2011 và cắt băng khánh thành tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Đến dự lễ khánh thành tượng đài có các quan khách trung ương, thành phố Hà Nội, của các tỉnh, huyện bạn, các địa phương có đền thờ bái vọng bà và nhân dân địa phương nô nức trong ngày lễ hội. Tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã hiện hữu trong quần thể di tích đền chùa Bà Tấm, lồng lộng giữa không gian trời đất bao la, uy nghi, hoành tráng. Trên nền cả ngàn năm lịch sử hiện hiện về trong lòng dân tộc, trong lòng quê hương Dương Xá, để đời đời con cháu tưởng nhớ, ngưỡng mộ và chiêm bái người. Trong làn khói hương, hình ảnh Bà Tấm hiển hiện của duyên dáng xinh đẹp ở độ tuổi 30. Vừa từ bi như Đức Quan Âm Bồ Tát đưa bàn tay phải thủ ấn bắt quyết, độ thế chúng sinh. Trong ánh sáng phản chiếu, một Nguyên Phi Ỷ Lan lẫm liệt hiển linh, đầu đội Phật miện, tay trái nâng quốc ấn, mình mặc long bào uy phong,
như thời hai lần nhiếp chính thay vua trị quốc an dân. Tượng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đứng trên bệ cao được tạo hình thế đất giáng mây. Hình tượng này muốn nói với hậu thế rằng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan xuất thân từ nông dân nghèo khó, đã đi lên bằng nghị lực của mình. Bà đã ở ngôi cao nhất nhưng không dừng lại ở đó, mà đã hóa thân thành mẫu, thành Phật để mang hạnh phúc đến muôn dân. Phía sau tượng đài là bức phù điêu đá dài 35 mét, được khắc họa hình ảnh cuộc đời và sự nghiệp Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Hình ảnh chảy hội mùa xuân năm 1063, Hoàng đế Lý Thánh Tông gặp cô gái hái dâu đứng tựa cây lan ở trang Thổ Lỗi. Hình ảnh hai lần bà Ỷ Lan nhiếp chính thay chồng thay con trị quốc, đánh đuổi giặc Tống, giữ yên bờ cõi Giang Sơn. Hình ảnh bà Ỷ Lan dạy dân sản xuất, bảo vệ sức kéo cho nhà nông, giải phóng phụ nữ, chăm lo cho dân học hành, mở rộng thi cử, chọn hiền tài cho đất nước, mang lại cho nhân dân cảnh thái bình, ấm no. Tâm tư tình cảm của nhân dân, nguyện vọng của nhân dân đã thành hiện thực. Tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan hiện diện giữa không gian trời đất quê hương, hình ảnh của bà. Công đức của bà sẽ mãi mãi hiện hữu trong lòng nhân dân quê hương Dương Xá, sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng dân tộc Việt Nam. Dương Xá, siêu loại xưa, một miền quê đất có lề, có bề dày truyền thống văn hóa lâu đời. Người dân Dương Xá từ xưa đã nổi tiếng là hiếu học, đôn hậu, chất phác. Suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, miền quê Dương Xá là mẫu mực của một làng quê Việt Nam luôn tận tụy với đất nước mình, đau với nỗi đau chung, vui với nỗi vui chung của dân tộc mình, góp phần không nhỏ sức người, sức của cho sự bền vững và phồn vinh của đất nước. Ở mỗi cổng làng, mỗi con đường còn in đậm dấu tích của vùng quê cổ Việt Nam. Cổng Tam Quan, đường lát gạch, cây cối xanh tươi, xóm làng chủ phú bình yên, thể hiện một nếp sống lễ giáo đầy chất văn hóa. Chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền xã, tin tưởng vào khả năng lao động sáng tạo của nhân dân. Rồi đây, Dương Xá sẽ là địa phương có nền kinh tế giàu mạnh, chính trị xã hội ổn định, xứng đáng là quê hương, nơi sinh thành bậc mẫu nghi thiên hạ, linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan.